Chào các bạn. Như các bạn đã biết thì cái bài lớp 2 của các bạn là vẽ đồ lại 10 cái logo của bài lớp 1, sau đó thì chúng ta đổ màu. Đúng không ạ? Và tiếp đến là chúng ta vẽ đồ lại cái nhân vật yêu thích của chúng ta. Thì đây thì hôm nay mình chia sẻ các bạn là mình sẽ đồ lại cái hình hoạt hình này. Các bước các bạn cũng có thể tham khảo xem là nếu mà phù hợp thì các bạn có thể tham khảo cho cái bài của mình. Thì đầu tiên để vẽ thì chúng ta dùng các cái lệnh pen, giả sử như này, ta bấm một cái lệnh pen đúng không ạ? Rồi thì ta bấm một cái lệnh pen thì ta cái phần màu ta chọn lên trên. Vậy ở đây ví dụ mấy cái hình này nó giống nhau này thì chúng ta có thể dùng các công cụ và Shift M này để ta kéo cái hình ra. Đó. Và giả sử ta kéo được cái hình như trên, các bạn có thể kéo to hơn chút nữa cũng được. Ta dùng Shift M ta kéo to hơn chút nữa cũng được, không sao cả. Đó. Chúng ta kéo ra ngoài xem thử nha. Đó. Thì chúng ta đã được cái hình như trên. Cái hình này cũng thế. Một là chúng ta copy lại cái hình vừa rồi, ta kéo ra đúng không ạ? Rồi. Và chúng ta dùng cái lệnh Shift M này chúng ta kéo cái đường nét nó to ra một chút. Vậy sau khi chúng ta vẽ xong được cái hình này những cái hình nào giống nhau thì chúng ta copy được hai hình này thì nó không giống nhau. Tiếp đến cái hình này chúng ta vẽ một cái đường nét như này. Thì đây là cái cách của mình nhé. Đây mình đồ lại những cái nét này thì có thể mỗi thầy cô sẽ có một cái cách thiết kế cũng như cách cách đồ khác nhau, thì tùy các bạn thấy phương án nào nó phù hợp thì các bạn ứng dụng. Thì trong cái trường hợp này chúng ta biết các cái công cụ, ví dụ cái lệnh Shift M này, cái lệnh Shift W, trong trường hợp này ta kéo hình ra đúng không ạ? Vậy ta được các hình. Tiếp đến ở đây có cái lệnh này, cái đường cong này ta bấm vào đây không, thì các bạn cố gắng là vẽ tới đâu xong tới đấy nhé, cố gắng vẽ tới đâu xong tới đấy chúng ta được cái hình như trên. Đây chúng ạ, ta dùng lệnh pen đây, ta bấm vào đây đúng không ạ? Rồi. Ta bấm vào đây. Cái chỗ này này, ta điều chỉnh cho nó mềm một chút và ta quấn vào đây. Rồi đúng không ạ? Thì ta lại dùng cái công cụ Shift W và ta được các hình như trên. Ta dùng lệnh pen tiếp, bấm vào đây. Quấn nhận cái đường này và ta dùng Shift W. Đó. Vậy là hoàn toàn nãy giờ chúng ta đã được các cái hình này rồi. Bây giờ ta thử đổ màu cho nó này. Đó. Thế là chúng ta được xong một cái hình đúng không ạ? Tiếp đến ở đây thì cái hình này. Cái hình này thì ta phải dùng pen nhé. Ở đây ta dùng pen cho nó dễ này. Ta dùng pen này. Đó. Thì trong trường hợp chúng ta dùng pen. Đấy. Thì một số các điểm các bạn có thể uốn cho đẹp hơn. Rồi đúng không ạ? Tiếp đến với những cái đường này chẳng hạn. Cái đường này một thì chúng ta vẽ này. Ta vẽ cái điểm này. Vẽ cái điểm này ạ. Đó. Trong trường hợp này chúng ta cũng dùng cái lệnh Shift W. Rồi, ra to cứ thế là được rồi đúng không? Còn cái hình này ta vẽ một cái điểm này đúng không ạ? Ta vẽ tiếp ở đây. Thì chúng ta vẽ các hình như này là được rồi. Xem cái hình này như nào. Cái hình này nó bao gồm các cái đường nét này. Chỗ này ta cứ bỏ, ta vẽ lên đây cho nó xong đi nhỉ. Hôm nay không? Hoặc là các bạn vẽ luôn một cái đường bao nhé. Hoặc là các bạn vẽ toàn bộ cái đường bao màu đen ở đây. Đúng không ạ?
Trong trường hợp này ta sẽ bỏ nó đi này. Chúng ta dùng thử cái lệnh ở đây, cái lệnh magic one này, thử xem nó thế nào nhé. Hoàn toàn không chọn được đúng không? Những cái này nó chọn được này. Đấy. Cái đấy chúng ta bỏ qua này. Bây giờ chúng ta vẽ tiếp cái đuôi này đã này. Bấm cái lệnh ở đây, ta vẽ cái đuôi đây và bấm vào đây đúng không ạ? Giờ cái đường nét là ta chỉnh sửa lại một tí. Ở đây ta dùng cái này, ta đẩy cho nó to một chút. Thì đây chúng ta cứ dùng cái lệnh này. Rồi. Và chúng ta được cái nét như thế. Cái nét này cũng vậy. Chúng ta bấm vào lệnh pen này, ta bấm vào đây một điểm. Rồi, chúng ta bấm vào cái này. Chúng ta xong được cái đường này nó không ạ? Những cái đường nét nào? Ví dụ cái này cũng thế. Ta bấm vào đây. Kéo vào đây một điểm. Thì chúng ta bấm vào cái lệnh này. Kéo điểm nó ra. Cái này cũng thế. Tiếp đến ở đây xem cái gì. Ở đây ví dụ trong trường hợp này này, chúng ta phải vẽ cái mũi này. Đó. Vẽ cái mũi đổ màu cho nó nhé. Các bạn vẽ là phải tính cái phương án đổ màu cho nó. Đây chẳng hạn. Rồi. Ta sẽ đổ lên nó. Khi mà các bạn mà luyện quen tay của cái công cụ này rồi ấy, thì lúc đó chúng ta làm rất là nhàn cho cái quá trình sau này các bạn vẽ, đặc biệt là các bạn vẽ logo ấy. Đó, thì chúng ta luyện các cái đường nét là rất là dễ. Đó. Chúng ta vẽ cái chán của thằng này. Tại sao phải vẽ thế? Vì là chúng ta còn đổ màu cho nó nữa. Đúng không ạ? Rồi. Vậy là chúng ta vẽ được cái mặt nó đấy này. Tiếp đến là cái gì? Tiếp đến là chúng ta xem cái gì dễ chúng ta vẽ trước đã nữa. Cái bây giờ vẽ bao toàn bộ cái hình này. Đường pen đây nhá. Vẽ bao toàn bộ luôn. Đó. Còn vào đây. Kéo một điểm dưới này, này. Chúng ta lưu ý cái điểm neo bên dưới nhé. Điểm neo bên dưới. Rồi. Ta bấm vào đây. Bấm vào đây. Và tiếp tục ở cái đường này. Chúng ta xử lý luôn cái đường này này. Ở cái đường này chúng ta không cần. Lát nữa chúng ta xử lý các đường nét sau. Đó. Ở đây chẳng hạn. Ta xử lý luôn cái đường nét này. Tiếp đến ở đây chúng ta vẽ cái này. Đó. Vẽ cái điểm này. Đó. Là vẽ cái điểm này. Cái này cũng thế. Cố gắng vẽ sao đổ được màu cho nó nhé. Những cái nào mà nền đặc như này các bạn phải vẽ nối liền với nhau. Đây. Thì chúng ta vẽ cái bản này ví dụ nãy giờ tôi vẽ mất 9 phút rồi này. Mình vẽ 9 phút rồi nhé các bạn nào. Tuy nhiên bài tập nó ra thì các bạn phải vẽ nhanh. Rồi đúng không ạ? Thế là xong cái toàn bộ cái phần màu đen. Cái chỗ mắt này này. Bây giờ cái mắt này ta một ta nhấn phím L thì ta vẽ cái mắt này đúng không? Xoay nó một tí. Xoay nó. Đó, thì chúng ta được cái hình mắt này. Hai là nếu chúng ta không thích thì chúng ta dùng lệnh pen ta vẽ cho nó gọn ngọt chỗ này.
Đó. Chúng ta dùng pen chúng ta vẽ cái chỗ này. Rồi đúng không ạ? Bây giờ tiếp theo là cái đường đường này này. Ta vẽ một cái điểm này. Đó. Tiếp đến cái lệnh này. Thì cái đường trắng ấy lát nữa chúng ta vừa có thể đổ màu cho nó, vừa có thể làm viền cho nó. Rồi đúng không ạ? Đây cái hình đen này cũng thế. Rồi. Cái lưỡi này này. Cũng thế, ta nhấn to lên, ở đây. Ta thiết kế chúng ta vẽ chúng ta phải phân tích được hình chứ là cái hình ấy phải vẽ cái gì. Nếu không chúng ta nhiều khi chúng ta nói thật là lú đấy. Bây giờ chúng ta vẽ đến cái tròn tròn này. Cái tròn tròn này thì chúng ta vẽ một đường thôi. Đúng không ạ? Cái đường này chúng ta vẽ chúng ta đó. Điều chỉnh lại cái nốt này. Rồi chúng ta vẽ tiếp cái hình này. Chúng ta về cơ bản chúng ta xong. Bây giờ ta vẽ nốt cái đường này. Đó. Cái hình người ta điều chỉnh bằng cái lệnh này cho nó đường nét to hơn tí. Cái đường này cũng thế. Ta bấm vào đây. Bấm vào đây đúng không ạ? Bấm vào đây. Rồi. Cái hình này ta cũng điều chỉnh cho cái đường nó to một tí. Cái đường nét này cũng thế. Ta nhấn đây. Rồi đúng không ạ? Cái đường này ta cũng điều chỉnh cho lại một chút. Và còn lại cái này thôi. Nhấn pen này. Vẽ tiếp cái điểm này. Đó. Bây giờ ta cũng điều chỉnh lại cái nét này một chút. Rồi đúng không ạ? Tiếp đến bây giờ còn cái gì nào? Còn cái chân đúng không ạ? Cái chân này. Toàn bộ cái phần này màu đen này. Và vẽ một cái hình cũng lâu đấy chứ đâu phải đơn giản. Rồi. Cái hình này cũng thế. Vậy chúng ta vẽ được cái hình màu đen. Cái đường bao này. Bây giờ tốt nhất là ta vẽ toàn bộ đường bao này. Để làm sao để lát nữa nó đổ được cái màu vàng đấy. Đó. Thì mỗi người có một cách có thể cách của các thầy hướng dẫn các bạn nó khác thì tùy miễn là sao cái kết quả các bạn làm được là được. Đây. Chúng ta vẽ các cái hình. Rồi đúng không ạ? Bây giờ chỉ còn mấy cái đường nét này, ví dụ như cái này. Chân của nó. Bấm vào đây. Rồi cái này ta cho nó to một tí. Cái này cũng thế. Ok.
Vậy là chúng ta xem nào. Về cơ bản là chúng ta đã vẽ xong. Cơ bản chúng ta vẽ xong, bây giờ tôi kéo ra thử xem nào. Còn một cái bụng nữa. Còn cái bụng màu đỏ chúng ta chưa vẽ. Bây giờ ta vẽ tiếp cái bụng màu đỏ này. Đó. Bây giờ ta vẽ tiếp cái bụng màu đỏ. Cái phần này ta cho tròn lên, không sao cả. Nên ta cắt đi. Nào, bây giờ ta cùng kiểm tra xem là ta vẽ xong chưa nào. Nha, bây giờ ta đó. Thì các bạn nhìn thấy đấy. Đây trường hợp này ta đã xong rồi này. Ta nhấn phím in ngắn, ta đo màu đây này. Cho nó xuống dưới cùng. Sipida đúng không ạ? Cái này ta có thể để màu trắng này. Viền đen này. Cái hình này cũng thế. Màu trắng viền đen. Viền đen đúng không ạ? Đó, cái viền này nếu không thích chúng ta phải cho to một chút cũng được, không sao cả. Đấy. Tiếp đến là cái phần tay này. Màu đen xì. Để nó xuống dưới cùng. Rồi đúng không ạ? Cái mặt này nó màu sáng sáng, bấm vào y ngắn đỏ vào đây. Cái lưỡi này, ta bấm y ngắn đỏ đây. Cái này ta bỏ viền nó đi này. Rồi, cái này cho nó xuống dưới. Đúng không ạ? Cái hai cái hình cái chân này cũng thế, bấm y ngắn, bấm này đo màu đen. Cái hình này, ta nhấn y ngắn đỏ đây. Cho xuống dưới cùng. Và đặt viền đen cho nó. Cái viền này có thể các bạn cho nó to nhỏ thì tùy. Chúng ta có thể dùng cái người ta sẽ điều chỉnh nó to hơn chút cũng được. Đó. Rồi cái này cũng vậy. Cái này cũng thế. Cho nó viền đen. Vậy xong á. Cái đuôi này cũng viền đen. Đuôi đặt ở chỗ này cho nó. Cho xuống dưới. Cái tay này cũng thế. Bây giờ cái tay này nó viền đen. Cái này cũng viền đen rồi. Và cái tay còn lại nó thế. Chúng ta viền đen. Đó. Thì cái mắt này cũng vậy này. Cái mắt này là mắt trắng hay mắt đen nhỉ? Mắt mắt trắng. Mắt đen chứ. Mắt đen bỏ lên ra. Cái này chữ trắng này. Hình trắng viền đen đúng không ạ? Cái này cho nó lên trên. Đó. Thì ta hoàn toàn có thể vẽ được các hình như thế. Đó. Thế xong cái hoạt hình đúng không ạ? Xem còn gì đâu, xong rồi đấy. À, có một cái đường nét chỗ này hình trên rồi đúng không ạ? Cái này có thể cho to một chút hoặc là bấm đây điều chỉnh các cái tùy chọn đây cho nó to lên. Viền đen. Rồi. Đấy thì cái bài học của chúng ta là vẽ các hình minh họa của nhân vật đúng không? Thì đây là chính là cái bây giờ ta bỏ cái này đi nhá, xóa này đi. Xóa đi không ạ? Đó. Thì các bạn có thể vẽ các cái hình minh họa này. Thì cái bài này sau khi mà chúng ta vẽ xong này, một là chúng ta giữ nguyên đấy. Hai chúng ta copy thêm lớp này. Và chúng ta vào đây, chúng ta expand nó. Đó, thì bây giờ các bạn những cái đường, ví dụ đường nét này này. Những cái đường nét thì chúng ta có thể là đổ màu tách ra cho nó được nhá. Các bạn nhìn đấy, thấy chưa? Đó. Những cái này ví dụ bây giờ tôi không thích nó, tôi bấm vào y ngắn tôi đo đây này. Cũng thể đổ màu được. Đấy, thì chúng ta sau khi chúng ta expand, expand ấy
chuyển từ các cái hiệu ứng thành đường nét nhá, chúng ta hoàn toàn có thể tạo được các hình đây. Thì đấy là cái bài học mà bài lab 2. Thì các bạn xem các cái bài lab 2 và thấy nó phù hợp thì các bạn có thể vẽ các cái bước theo nhá. Thì các bạn nếu mà thấy nó chưa phù hợp thì các bạn cũng có thể là góp ý để mình có thể phát triển nó tốt hơn. À, cái mũi này hình như cái mũi này màu đó nhá. Thì đấy là các cái bước mà chúng ta có thể làm. Đó. Và khi mà các bạn là xem mà thấy phù hợp thì có thể nhấn like và share. Cảm ơn các bạn.